Sau một thời gian dài bị nghi vấn kết quả kiểm nghiệm nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép trong hai sản phẩm trà xanh C2 dòng đỏ do công ty UCR sản xuất. Ngày 20 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế đã thông báo thu hồi 3 lô sản phẩm trà xanh C2, nước tăng lực dòng đỏ của công ty ORC Hà Nội, khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội do nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép. Tiếp đó, vào ngày 23 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế lại tiếp tục yêu cầu tạm ngưng lưu thông 2 lô sản phẩm của hai sản phẩm trà xanh C2, nước tăng lực dòng đỏ với kết quả nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần. Trước thông tin này, đại diện một số trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý phân phối, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có hướng dẫn kiểm tra hay thu hồi sản phẩm từ phía nhà sản xuất. Thường thường đại lý bán lẻ thì tôi hay nhập những cái hãng có tiếng đấy thì về bán thì người ta trung cấp cho, còn về cái thông tin mà nhiễm chì người ta không thông báo. Chỉ biết về bên cái thông tin là tuyên truyền TV thôi, còn nếu nhà sản xuất thì nó cũng chưa có cái động thái gì để thu lại cái nước đấy cả. Có nghe nhưng mà hiện tại là bên công ty nó chưa đến để mà nó kiểm định. Nên là mình không thể nào mà mình biết được, mà nhà mình nhập hàng vào thì mình chưa thấy khách nói gì cả. Mà cái dân người ta có khi mà người ta chưa nhận được thông tin, hoặc là người ta không xem phim, xem truyền hình nhiều thì người ta không biết. Trong khi đó, trước thông tin về thu hồi hai loại sản phẩm này, người tiêu dùng thì đang bày tỏ sự băn khoăn về chất lượng. Thậm chí một số khách hàng còn khẳng định, sau thông tin trà xanh C2 nhiễm chì, họ không dám dùng sản phẩm này nữa. Bản thân em cũng rất là hoang mang vì tại vì em cũng thường hay sử dụng nó, uống thường xuyên nhiều hơn. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái lô sản xuất đấy thôi, còn những cái lô sau thì mình không, cái tỷ lệ nó không cao, mình vẫn có thể sử dụng được. Đấy, trước đây mua cho trẻ con uống rất nhiều, lúc nào cũng C2. Thế bây giờ không biết sau này nó ngấm vào thì như thế nào thì không biết nữa. Có cái chất gì ở trong cái C2 đấy, chứ tâm ra là không dám uống nữa. Tất cả mọi là dân bây giờ đã ngừng, là bây giờ phải để xem là nhà nước lại phải khuyến cáo lại trên vô tuyến như nào. Thế thì dân mới lại dám dùng. Vậy thực phẩm nhiễm chì vượt gấp nhiều lần ngưỡng cho phép gây nên những nguy hại như thế nào đối với sức khỏe của con người? Các chuyên gia cho biết, thực phẩm trong quá trình sản xuất tiếp xúc với các vật liệu dễ thô nhiễm, sử dụng nguyên liệu không đạt độ tinh khiết là điều khó tránh khỏi. Nhưng theo quy chuẩn quốc gia về giới hạn kim loại nặng, thì nồng độ chì trong cơ thể không vượt quá ngưỡng 0,025mg trên 1 kg thể trọng. Còn đối với các loại nước uống, không vượt quá 0,05mg trên 1 lít. Nếu vượt quá nồng độ này, nguy cơ ngộ độc là rất cao. Về nguyên tắc, chỉ khả năng tích lũy nhiều trong cơ thể để chúng ta sử dụng các loại thực phẩm có chứa chì, đặc biệt là những loại vượt giới hạn cho phép. Khi chỉ tích lũy trong cơ thể thì nó khả năng gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đặc biệt là hệ cơ xương, dẫn đến khả năng loại trừ các yếu tố này ra khỏi cơ thể kéo dài thời gian, làm suy thận, ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại vi, là thiểu năng não không hồi phục, sảy thai và vô sinh. Các bác sĩ cũng cho biết trước đây đã có từng nhiều ca cấp cứu nhiễm độc chì do sử dụng thuốc đông y có chứa chì, sống ở những nơi tái chế, khai thác quặng chì. Phổ biến là do cái các hoạt động về công nghiệp, hoạt động về khai thác, các hoạt động về lao động nghề nghiệp đặc trưng của chì thì mới có, hiện tại mới có cái hàm lượng chì cao rõ ràng như thế. Và hàm lượng chì trong thức ăn, nước uống mà cao như thế thì chúng ta tiếp xúc vào sẽ dẫn tới là sẽ nhiễm độc chì và sẽ thành ra tích lũy và nồng độ chì sẽ vào trong cơ thể và nồng độ chì máu sẽ tăng dần. Như vậy câu hỏi mà dư luận đặt ra là các nhà sản xuất cần có trách nhiệm như thế nào trong việc cung ứng các sản phẩm sạch và không độc hại tới tay người tiêu dùng. Trong khi đó, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc nhanh chóng và kịp thời để đưa ra những hướng dẫn cần thiết, kết luận rõ ràng minh bạch để người dân không hoang mang, lo lắng. Khoảng 200 cây xanh 6 đến 7 năm tuổi được trồng dọc theo tuyến đường truyền tải điện tại khu vực thị trấn Liên Nghĩa và vùng phụ cận của huyện Đức Trọng, thời gian qua đã bị chặt bỏ ngọt. Sở dĩ xảy ra vấn đề này là do việc quy hoạch, bố trí trồng cây xanh của địa phương không được tính toán một cách hợp lý, dẫn đến tình trạng khi số cây trên phát triển quá cao, bị vướng vào đường điện nên ngành điện đã phải chặt hạ.